Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn. Tập 50. Chương 491, Chiến Tiên Cổ. Thời gian trôi qua, một tháng rồi hai tháng. Hai tháng này, Bạch Tiểu Thuần nhốt mình trong viện, 10 cái lô to cả trăm trượng nóng hổi đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ kinh người, thế mà Bạch Tiểu Thuần thấy vẫn còn chưa đủ, vẫn không ngừng bỏ thêm địa hỏa vào. Để tăng hiệu quả, hắn còn đi tìm Bạch Lân, kêu đối phương sai cường giả tới giữ lửa lò đan cho hắn. Bạch Lân nghe xong chẳng hề do dự đồng ý ngay. Thậm chí còn tự mình ra tay, phong ấn 10 cái đại lô kia, sai 10 tu sĩ Nguyên Anh tới đây, ngưng tụ Nguyên Anh chi hỏa, giữ lửa cho lò đan. Không biết sẽ luyện ra cái gì đây? Bạch Tiểu Thuần nhìn 10 Nguyên Anh như 10 cây địa hỏa hình người mà suy nghĩ. Hai tháng này, tụ hồn đan của hắn từng mẻ ra lò, hầu như mỗi hôm đều có hơn vạn viên tụ hồn đan được luyện chế ra. Những viên tụ hồn đan này sau khi được đám người Triệu Long khai lò thu thập, đều được đôi mắt vĩ đại trên tháp cao lạc ấn thần thức vào. Sau đó mới được Bạch Lân sai tu sĩ tới lấy, đưa vào kho cất, chờ tới đại chiến sẽ lấy ra dùng. Sở dĩ phải lạc ấn thần thức là bởi vì phàm mỗi viên tụ hồn đan này đạt được chiến công, Bạch Tiểu Thuần đều sẽ được lĩnh khoảng 3 phần thành tích. Đây là ước định của hắn và Bạch Lân. Bạch Lân với tư cách là người ra định hướng, là quân trưởng, nên mọi chiến công của bác bì quân hắn đều được hưởng một phần. Tu sĩ của các quân đoàn khác nếu dùng tụ hồn đan, chiến công mỗi một viên phải phân cho hắn 3 thành chiến công. Vì được phân chia chiến công, nên cả hai người đều làm rất nhiệt tình. Bạch Lân bảo vệ tụ hồn đan này rất kỹ, không dung thứ bất kỳ kẻ nào dám đánh chú ý vào chúng, cho rất nhiều người tới bảo vệ công giáp các. Luyện tụ hồn đan, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn không lơ là tu hành, hắn không ngừng có được tài liệu tu luyện từ đổi chiến công và biển thủ khi yêu cầu dược thảo để luyện đan, thế nên tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, chỉ còn cách kim đan đại viên mãn rất gần. Món tiến triển nhanh nhất chính là bất tử trường sinh công, dư giả mấy trăm năm hỏa hầu địa linh căn đã giúp mang tới sinh cơ kinh người cho Bạch Tiểu Thuần. Đến nay, chẳng những cả cánh tay trái đã luyện thành công, mà cánh tay phải cũng đã luyện được hơn phân nửa. Mỗi ngày, Bạch Tiểu Thuần đều ăn địa linh căn như thỏ gặm củ cải, lúc đang chế thuốc cũng thỉnh thoảng gặm mấy miếng. 10 ngày sau, một buổi chiều, cả cánh tay phải của hắn cũng đã luyện thành công. Khi hắn nắm chặt bàn tay lại, hắn cảm thấy như mình có thể túm được cả hư không, kéo nó ra, khiến cho hư không vặn vẹo. Hai tay, hai chân đều đã tu thành. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi nhìn hai bàn tay của mình. Với ta, chỗ này quả thực là thánh địa, không kém gì Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần kích động, tu luyện bất tử trường sinh công này là hao phí tài nguyên nhiều nhất, càng tu luyện về sau, yêu cầu càng khủng khiếp. Hắn dư biết, nếu không nhờ có cơ hội này, với thực lực của hắn không có khả năng tu luyện bất tử cân tới được mức này. Đây là lý do vì sao lúc hắn đã là kim đan hậu kỳ nhưng bất tử gân lại mới chỉ luyện được có một chân mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không biết, địa linh căn hắn ăn dạo gần đây đã chiếm hơn nửa số lượng dự trữ trong bảo khố của cả Tinh Không Đạo Cực Tông. Đây chính là tích lũy trong suốt bao nhiêu năm của Tinh Không Đạo Cực Tông, lấy của cả đông mạch tu chân giới mới có được, vì trong tu chân giới hiện nay, không ai có cách tạo ra được địa linh căn, chúng lại sinh trưởng rất khó khăn, chỉ có ở trong một ít bí cảnh trên trăm năm trở lên mới có được một ít. Chỉ còn thân hình và cái đầu nữa thôi, nếu cứ theo tốc độ này, trong vòng vài năm nữa, bất tử gân của ta sẽ đại thành, có thể giúp ta đột phá tầng gông cùm xiềng xích thứ ba. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, đắc ý với thực lực của bản thân. Với thực lực hiện nay, dù ngay cả Triệu Thiên Kiêu đại sư huynh ra tay, thì hắn cũng có khả năng chiến thắng. Ai nha, thật là muốn tìm một Nguyên Anh để luyện tay a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nhưng nhanh chóng biết mình nghĩ bậy, vội vàng hủy ngay ý nghĩ này đi. Không nên quá kích động. Bạch Tiểu Thuần ho một cái, cảm giác mình hơi tự cao quá, vội điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu hành. Lại một tháng trôi qua, một ngày, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tu luyện, thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng trống trận liên hồi, vang khắp cả chủ thành, khiến các tu sĩ nghe thấy đều biến sắc, ngẩng phát đầu lên. Đám Triệu Long cũng biến sắc, 10 tu sĩ Nguyên Anh thì giật mình, nhìn thẳng về phía đôi mắt vĩ đại trên tháp cao. Tiếng trống này chính là từ bên trong đôi mắt vĩ đại kia truyền ra. Chiến Tiên Cổ. Lâu lắm rồi không nghe thấy Chiến Tiên Cổ này. Trống này vang, có nghĩa đại quân thổ dân hẳn đã vượt qua 50 vạn. Trong chủ thành vang lên những tiếng kinh hô,
lộn xộn, tất cả tu sĩ nghe thấy tiếng trống, máu huyết trong người lập tức chảy nhanh hơn. Chiến ý được kích thích, cả người rung lên vì kích thích, cả cơ thể như được kích phát, khiến tu vi bản thân của mọi người đều tăng lên. Đây chính là uy lực của chiến tiên cổ uy lực. Không chỉ có thế, trên cơ thể những tu sĩ đang ở trên trường thành còn xuất hiện một vòng hào quang màu tím. Vòng sáng này như hộ giáp, tăng sức phòng hộ cho mọi người, khiến cơ thể họ nhẹ nhàng đi một chút. Tiếng kèn lệnh lành lót vang lên, tu sĩ ngũ đại quân đoàn ào ào bay thẳng tới điểm tập kết. Bạch Tiểu Thuần lập tức đi ra khỏi viện, Bạch Lân từ xa phóng ảo tới, nghiêm nghị nhìn Bạch Tiểu Thuần. Man hoang xuất động thiên nhân cảnh đại năng, hơn 100 luyện hồn sư, mấy nghìn hồn sư và hơn 100 bộ lạc, ngưng tụ 70 vạn thổ dân cự nhân, hung thú và rất nhiều hồn triều đang chính diện giết. Tới, thiên nhân có lệnh, tất cả tu sĩ trong thành, tất cả chiến tu cùng chung sức chống lại. Bạch Tiểu Thuần, ta phải đi chỉ huy toàn quân, không thể phân tâm lo cho ngươi được nữa, mọi việc ngươi phải cẩn thận. Bạch Lân nói xong, nhìn 10 lò đan khổng lồ, nhưng những lò đan này đều vẫn còn đang trong quá trình luyện, chưa tới thời điểm phát nổ được, nên Bạch Lân quay người bay đi. Đám triệu long đều đã mặc chiến giáp, ánh mắt đầy chiến ý nhìn Bạch Tiểu Thuần. Từ hồi họ đi theo Bạch Tiểu Thuần, họ đã không còn phải ra chiến trường, nay trống trận đã vang lên sục sôi, chiến ý của mọi người đều tăng lên tới cực hạn, mắt rực sáng. Bạch Tiểu Thuần im lặng, khẽ vỗ túi chữ vật, những chiếc áo giáp, pháp bảo, lọ đan dược và cực nhiều phù văn ảo ảo bay ra. Ta là bách phu trưởng của các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Trước nay ta không thưởng gì nhiều cho các ngươi, nhưng ta đều đã chuẩn bị sẵn, nay đại chiến đã tới, những pháp bảo, đan dược, phù văn này đều là để cho các ngươi. Mặc một lớp chiến giáp không đủ đâu, mỗi người mặc thêm mấy lớp cho ta, phải võ trang đầy đủ, mỗi người đều phải đội mũ phòng hộ. Pháp bảo mỗi người ít nhất 20 món, để dù chỉ dùng pháp bảo tự bạo, cũng đủ cho các ngươi tha hồ giết địch. Đan dược là đương nhiên không thể thiếu, để khôi phục, tu vi, để chữa thương, cả độc đan, ta cũng đã chuẩn bị sẵn cả. Tóm lại, khi các ngươi đi ra ngoài, các ngươi chính là đại diện cho Bạch Tiểu Thuần ta. Ta còn chuẩn bị cho mỗi người các ngươi 100 viên tụ hồn đan, ta chỉ có một yêu cầu dành cho các ngươi, đó là nhất, định, phải, sống, sót. Bạch Tiểu Thuần phất tay, mỗi người triệu long đều có một bình tụ hồn đan bay tới. Đám triệu long giật mình nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy cảm kích, họ biết những vật phẩm này đều là Bạch Tiểu Thuần dùng chiến công bản thân để đổi lấy. Phẩm cấp của những món đồ này đều không tầm thường, giúp họ trở nên mạnh hơn hẳn so với những người cùng tu vi với họ. Xuất phát. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, sát khí trong người bùng ra, ánh mắt trở nên sắc bén dũng mãnh, hóa thành một làn cầu vồng, mang theo 100 người bay thẳng tới trường thành. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 492, Cuộc Chiến Lớn. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần còn chưa tới trường thành, từ xa ngoài trường thành xuất hiện một mảng mây đỏ rất lớn cuồn cuộn bay tới. Trong làn mây đỏ đó có rất nhiều oan hồn, kích thước hơn hẳn oan hồn bình thường, màu đỏ rực, ngập tràn lệ khí. Khi tới gần, chúng tụ lại với nhau, tạo thành một cái đầu rất to, chừng hơn 3.000 trượng, mái tóc rất dài, gương mặt rất giống mặt của nữ tử, đôi mắt lạnh băng, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Trên đỉnh của cái đầu, trong sương mù đỏ cuồn cuộn, mơ hồ có một bóng người, song rất mơ hồ, cô gái này dường như đã dung hợp vào với trời đất, khí thế cực mạnh mẽ và điên cuồng. Trần Hạ Thiên, nữ tử trên đầu lâu mặc áo bào đỏ, giọng lạnh băng, giọng nói của nữ tử không lớn, nhưng lạ thay lại vang vọng bốn phương. Xuyên qua cả trận pháp của trường thành, vọng vào tới bên trong trường thành, ai cũng nghe thấy, ai cũng như thấy mình đang ở trong biển máu, hét lên thảm thiết. 100 người của Bạch Tiểu Thuần đều chảy máu thất khiếu, cả người rung bần bật, Bạch Tiểu Thuần cũng run người. Như có hai con dao đâm qua lỗ tai xuyên vào trong não, quấy động trong đó, may mà kim đan của hắn tràn ra rồi một tia thiên đạo khí tức, giúp hóa giải bớt. Thiên nhân, từ trong tháo cao, một luồng sáng bay ra, dù hiện giờ không phải đêm tối, nhưng trong ngoài trường thành, bầu trời đều âm u tối tăm, vang dậy tiếng kèn trận. Thế nên làn ánh sáng từ trong tháp bay ra trở nên chói mắt, như chiếu sáng cả đất trời. Nhìn từ xa, cứ tưởng đôi mắt vĩ đại kia hóa thành một mặt trời sáng lóa. Làn ánh sáng loang ra,
tất cả tu sĩ trong trường thành lại khôi phục trở lại như thường, âm thanh làm vỡ nát tâm thần kia đã bị chặn lại ở bên ngoài. Hồng Trần lão ma, đừng hòng cản rỡ. Một bóng người già nua từ trong đôi mắt vĩ đại trong nháy mắt đã xuất hiện ở trường thành. Ông bước ra một bước, thẳng tới dạng mây máu kia, trường thành mới khôi phục lại như thường. Lão giả này chính là phụ thân của Trần Nguyệt San, sư phụ của Triệu Thiên Kiêu, Trần Hạ Thiên. Ông mặc trường bào trắng, cả cơ thể như dung hợp vào với trời đất. Hai người giành nhau quyền khống chế trời đất. Trong chớp mắt, Trần Hạ Thiên đã bước vào trong mây đỏ, bên trong vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, dạng mây đỏ cuộn trào kịch liệt. Đám Bạch Tiểu Thuần đã tới trường thành, bên tai vang rền tiếng chém giết. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra chiến trường ngoài trường thành, trong mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Ngoài trường thành, oan hồn nhiều vô biên vô hạn, xen lẫn giữa chúng là cự nhân, số lượng cự nhân cực đông, nhìn cơ bản không thấy cuối, cứ như vô tận. Các cự nhân này đang xua vô số cự thú ảo ạt xông lên công kích trường thành. Cả trường thành lung lay như sắp đổ. Trên bầu trời, cũng có cự nhân và oan hồn chằng chịt, xen lẫn trong đó ít nhất có tới mấy ngàn hồn tu. Những hồn tu này dù nam hay nữ cũng đều vô cùng tuấn mỹ, mặt mày lạnh tanh, ra tay rất sắc bén, đứng xen lẫn với các thổ dân, giống như đang điều khiển những thổ dân đó. Ở phía xa, còn có những luyện hồn sư được khá nhiều hồn tu vây xung quanh bảo vệ. Những luyện hồn sư này đều mặc trường bào. Mỗi lần phất tay, đều làm xung quanh rung chuyển, oan hồn gào vang, điên cuồng xông lên. Xa hơn nữa, có 5 cái tế đàn màu đen rất to lơ lửng giữa không trung, phóng ra cột sáng màu đen xông thẳng tới tận trời, tạo thành một hình ngũ giác. Bên trong hình ngũ giác đó như một thế giới khác, không gian trong đó như đang vỡ ra, những bàn tay quỷ đang không ngừng thò ra. Vùng vẫy, muốn từ trong đó thoát ra ngoài. Bên dưới hình ngũ giác đó có một lão giả áo đen ngồi khoanh chân, miệng đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Và ở xa hơn nữa, vẫn là biển quân cuồn cuộn vô biên Bạch Tiểu Thuần nhìn không thấy hết. Bạch Tiểu Thuần nhìn dòng đại quân khủng bố kia, chợt cảm thấy trường thành sao quá nhỏ bé, dường như không thể nào chống đỡ nổi, hắn nhìn quanh. Thấy các tu sĩ ngũ đại quân đoàn dù ai cũng biến sắc, nhưng lại không ai sợ hãi cho lắm, giống như lần công kích này chỉ là một lần quy mô không nhỏ mà thôi. Màn sáng quang trường thành rung lên, sau đó rực lên sáng chói, bắt đầu hướng lan ra ngoài, tu sĩ ngũ đại quân đoàn chia thành nhiều nhóm, ào ào phóng ra. Bạch Tiểu Thuần nhận được lệnh của Thiên Phu trưởng, cùng đám Triệu Long bắt đầu giết ra ngoài. Màn sáng lan ra đến đâu, phạm vi song phương đánh giáp lá cả lan ra đến đó, dù là trên trời hay dưới mặt đất. Đối phó đám thổ dân cự nhân còn đỡ, vì số lượng không quá nhiều, nhưng đánh đám oan hồn xung quanh bọn họ mới là đau khổ, vì oan hồn cực nhiều, lại không hề sợ chết. Nhưng bây giờ, các tu sĩ không còn sợ lắm, không ít người đã thò tay vào trong túi trữ vật, lấy tụ hồn đan ném ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần vội mở to mắt ra nhìn, những nơi có tụ hồn đan nổ là cả một khu vực lớn oan hồn biến mất. Chẳng những biển oan hồn bị ảnh hưởng, những cự nhân cũng phun máu, phải lui về. Một viên tụ hồn đan đã tạo nên uy lực không nhỏ, thế mà hôm nay, ít nhất có hơn 1.000 viên tụ hồn đan cùng nổ tung, khiến cho cả chiến trường chấn động. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn thừa cơ hội, xông lên ảo ạt, trận thế kinh người. Mục tiêu của các tu sĩ tinh nhuệ là những hồn tu, khi gặp phải nhau, chính là quyết đấu sinh tử. Cả chiến trường chém giết hỗn loạn, nhưng nếu nhìn tổng thể có thể nhận ra, trường thành đang chiếm ưu thế nhất định, do màn sáng trận pháp và hiệu quả diệu kỳ của tụ hồn đan tạo ra. Màn sáng trận pháp lan đến đâu, tu sĩ ngũ đại quân đoàn tràn lên đến đó, thổ dân khu đó chỉ còn nước lùi lại phía sau. Vì nếu không lùi lại, tất sẽ bị uy lực của trận pháp và tu sĩ giết cho hình thần câu diệt. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng không phải lúc nào cũng ở trong màn sáng, nhưng họ tiến thối rất có quy luật, thay phiên cho nhau, tạo nên lực sát thương cực lớn. Dưới đất cũng thế, trên trời cũng vậy. Từ đôi mắt vĩ đại trên tháp cao của chủ thành thường có quang mang lóe lên, bắn ra một làn ánh sáng to tướng, hoặc là giết chết cự nhân, hoặc là quét ngang một vùng oan hồn, tạo thành một đường rãnh dưới đất hay một đường gợn sóng dài trên bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 493, Tụ Hồn Kinh Uy. So với ngũ đại quân đoàn so sánh, trăm bộ lạc của man hoang nhìn thì rất đông, nhưng cơ bản là chia rẽ rời rạc,
không đủ sức làm dung chuyển ngũ đại quân đoàn. Vốn ngũ đại quân đoàn không chiến đấu thuận lợi như thế, vì các trận chiến từ trước nay, họ luôn bị biển oan hồn kia làm cho đau đầu. Biển oan hồn công kích thường làm khựng lại sự lan tỏa của màn sáng trận pháp, thậm chí đôi khi còn làm cho màn sáng bị nứt vỡ. Một oan hồn chẳng là gì với trận pháp, nhưng nếu số lượng quá nhiều, thì đương nhiên lực công kích và khả năng gây tổn thương cho trận pháp sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ, mỗi khi hồn chiều vừa mới tới gần, lập tức có một viên tụ hồn đan được ném ra, khiến cho cả một khu vực rộng oan hồn trở nên trống rỗng, vừa tiêu diệt oan hồn, vừa tạo thành thương tổn và ảnh hưởng cho thổ dân. Khiến cả đại quân man hoang như bị bóp cổ, đành phải lùi lại. Chết tiệt, sao lại nhiều như vậy? Không thể nào, Trường Thành không phải chỉ có lò đan nổ hay sao? Đó là đan dược gì? Hồi trước ta nhớ hình, như có xuất hiện qua một lần, nhưng mà chỉ có một viên thôi. Sao bây giờ, khốn kiếp, bọn chúng ném ra ít nhất cả hơn vạn viên rồi. Cái này còn thế nào đánh? Các tù trưởng giận sôi gan, các hồn tu cũng phải nhíu mày. Còn các luyện hồn sư cao quý, bọn họ chỉ có 100 người, mà phải toàn lực điều khiển cả biển oan hồn vừa nhiều vừa đang bất an, phải nói rằng rất là gian nan. Đều là do tên Bạch Tiểu Thuần kia làm ra. Đáng chết, chưa trừ được tên đó, man hoang sẽ còn phải tổn thất cực lớn. Những đôi mắt đầy giận dữ và thù hận của các đại tù trưởng và hồn tu bắn thẳng lên Trường Thành. Bạch Tiểu Thuần lùi lại mấy bước, hắn sợ mình lại bị ám sát giống như lần trước, để ý nhìn đám Triệu Long. So với tu sĩ ngũ đại quân đoàn tu sĩ, đám Triệu Long ở trên chiến trường vốn lẽ ra không có ý nghĩa gì, chỉ dễ làm người ta chú ý vì họ mặc giáp quá dày. Thế nhưng khi họ ra tay, thế lại như trẻ tre, mỗi khi gặp nguy hiểm là lập tức ném ra tụ hồn đan, số lượng nhiều không đếm xuể, khiến tu sĩ xung quanh đều phải nhìn mà hâm mộ. Cái này chưa tính cái gì, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm hơn, đám người này còn không chút do dự ném ra pháp bảo cho chúng tự bạo mà không chút đau lòng xót của, khiến không ít thiên phu trưởng cũng phải chú ý tới. Là thủ hạ của ai vậy? Trời ạ, bọn họ có bao nhiêu tụ hồn đan, sao nhiều như vậy? Còn pháp bảo nữa, ta thấy bọn họ cho tự bạo 5-6 món rồi, món nào cũng đắt tiền lắm đó. Cái đó có là gì? Nhìn trên người bọn họ xem, mỗi người ít nhất mặc tới 5-6 cái hộ giáp A, dù thổ dân cự nhân có tự bạo, họ cũng không sao cả. Đám hơn 100 người Triệu Long xông vào chiến trường, tận lực giết chóc, số lượng oan hồn và thổ dân họ giết được vượt qua các tu sĩ bình thường rất nhiều. Những nơi họ đi qua, thế không thể đỡ, rất là cường hãn. Cố lên! Bạch Tiểu Thuần rất là vui vẻ hô, chỉ đám Triệu Long, tự hào khoe. Họ là thủ hạ của ta đó. Thế nào, lợi hại không? Tu sĩ bảo vệ trên Trường Thành đều im lặng nhìn đám Triệu Long, trong lòng vừa cảm khái vừa hâm mộ. Người của Bác Bì Quân đã trở thành sở hữu riêng của Bạch Đại Sư rồi. Bỗng từ trong man hoang xa xa vang lên tiếng sấm, đám Bạch Lân hoảng hốt, ở phương xa, từ trong mây mù, xuất hiện một con sông dài. Dòng sông này rất rộng, nước sông đen kịt, bên trong là hàng hà sa số oan hồn, các oan hồn đều đang vẫy vùng muốn vượt ra khỏi dòng sông, nhưng không ra được, bị dòng sông cuốn đi. Minh Hà, một người kinh hô, Bạch Tiểu Thuần vội lùi lại thêm một khúc nữa, trợn mắt mà nhìn Minh Hà đang biến ảo trên bầu trời. Minh Hà vốn đang chảy xuôi, bỗng trên trời cao, bên cạnh Minh Hà, xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay này là hư ảo, nhưng uy áp khi nó xuất hiện khiến trận pháp của Trường Thành phải run rẩy, Trần Hạ Thiên đang đánh giết với nữ tử áo đỏ trên trời cũng phải biến sắc. Bàn tay vung lên, chặt xuống Minh Hà, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên. Rầm rầm rầm. Dòng Minh Hà bị chém chặn một lỗ hổng, đầu nhánh sông chỗ bị chém đổi hướng, hướng thẳng về phía Trường Thành. Lỗ hổng trên Minh Hà nhanh chóng khép lại, trong quá trình đó, oan hồn trong sông đã theo Minh Hà trôi tới màn sáng trận pháp của Trường Thành. Những cự nhân thổ dân trên đường nào không né kịp, bị nước Minh Hà chạm phải, thân thể đều tức khắc bị tan ra, trở thành một phần của Minh Hà. Nói thì chậm, diễn thì nhanh, chỉ sau vài hít thở, nước Minh Hà đã va vào màn sáng Trường Thành. Màn sáng rung lên, mỏng hẳn đi trông thấy. Màn sáng không thể không co lại, tu sĩ vội vàng lùi về. Bạch Lân gào lên, tất cả mọi người, ném tụ hồn đan, ta không tin không giết được đám oan hồn này. Trong chớp mắt, bao nhiêu là tụ hồn đan rào rào bay ra, rơi vào trong Minh Hà, đan dược ngay lập tức bị tan ra, nhưng vì chúng là nhằm vào hồn thể, nên dù đã bị tan chảy, uy lực vẫn tràn ra nhất định.
Điểm chính là số lượng tụ hồn đan lại cùng lúc khiến tạo nên những vòng xoáy bên trong Minh Hà. Tất cả oan hồn gần vòng xoáy đều bị hút vào, và vì số lượng vòng xoáy quá nhiều, chúng nhập vào với nhau, khiến vòng xoáy càng lúc càng lớn. Sau đó, vòng xoáy sụp đổ. Một lực trùng kích cực mạnh từ vòng xoáy tỏa mạnh ra xung quanh, nước Minh Hà bắn văng tung tóe, những tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên. Minh Hà tứ tán, lỗ hổng Minh Hà trên bầu trời cũng đã liền lại, hình như bàn tay to chỉ đủ sức đánh ra một kích đó mà thôi. Nên sau đó, Minh Hà lại từ từ biến mất trên bầu trời, mang theo một tiếng thở dài tiếc nuối. Trên chiến trường, oan hồn đã chết cực nhiều, cơ hồ trở nên trống trải, đám còn lại thì hoảng sợ run rẩy, luyện hồn sư cũng không điều khiển được nữa, còn bắt đầu bị chúng cắn trả, đào tẩu tứ tán. Đây là cơ hội tốt đối với ngũ đại quân đoàn, đám Bạch Lân không chút chần chừ lập tức triển khai phản sát, màn sáng lại tràn ra, dẫn các tu sĩ đuổi theo, tàn sát. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn không ngờ tụ hồn đan của mình lại có uy lực tới như vậy. Kỳ quái, sao lại có uy lực lớn như vậy a? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt mà nhìn, thấy các nhân vật đầu lĩnh của cự nhân thổ dân đều nhìn về phía hắn đầy thù hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn hẳn đã bị phanh thây xé xác, xương cốt cũng chẳng còn. Cái này, lần đầu tiên đấu mắt với người mà Bạch Tiểu Thuần chột dạ, cảm thấy ở chỗ này quá nguy hiểm, đáy lòng phát sầu, lập trường khác nhau mà, hắn biết làm sao. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 494, chết, không có gì đáng tiếc. Nữ tử áo đỏ đang giao chiến với Trần Hạ Thiên nhíu mày. Thiên nhân giao chiến không cho phép bà ta phân tâm nhiều, hai người đánh nhau rất dữ dội, khiến hư không nứt vỡ, hư không xung quanh dạng mây đỏ không ngừng vỡ vụn. Từ dưới đất nhìn lên sẽ thấy bầu trời như nứt ra những cái khe to, có xu hướng kéo dài xuống tới mặt đất, những nơi nó đi qua như có sấm sét rơi xuống, nổ vang tung tóe. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, tận mắt nhìn thấy một hồn tu tu vi Nguyên Anh bị một khe nứt hư không xẹt qua, ngay tức khắc bị chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần hít thở, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy thiên nhân chi uy, nhưng lần nào nhìn thấy cũng làm hắn hết hồn. Cơ thể rung vào trời đất, mượn sức mạnh vô thượng của trời đất. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhìn hai người trên bầu trời, xung quanh Trần Hạ Thiên và nữ tử áo đỏ. Dù là gió hay là mấy, ngay cả là hư không, cũng đều biến thành vũ khí của họ, biến thành thần long trời lở đất. Cũng may chiến sự bây giờ, nhìn từ đại cục thì Trường Thành đang chiếm ưu thế, tu sĩ liên tục tiến tới. Oan hồn triều đã tan nát, thổ dân cự nhân không có oan hồn bảo vệ, lại bị màn sáng áp bách, liên tục bại lui. Bạch Tiểu Thuần thở ra, hắn đã nhìn thấy chiến tranh rất nhiều lần, ngay cả tham dự cũng không ít, nhưng với quy mô cỡ này thì đây chính là lần đầu. Xong, hơn trăm luyện hồn sư của man hoang bỗng ngẩng đầu lên, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mỗi người lấy ra một cây nhang màu đen, đốt lên, hít mạnh vào, sau đó cả người run rẩy, nhắm mắt như ngủ say. Từ trên đầu họ, bay lên từng sợi hồn. Những sợi hồn này chính là bản mạng chi hồn của họ, hơn trăm hồn ảnh bay thẳng tới màn sáng của Trường Thành. Màn sáng này ngăn cản được oan hồn, cự nhân, nhưng không cản được hồn ảnh của luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần biến sắc lùi lại. Khi các thần hồn gần như chạm vào màn sáng, thì các quân đoàn trưởng đều bay ra, cùng với các vạn phu trưởng nhất tề xông tới, chặn đánh thần hồn, khiến thần hồn của các luyện hồn sư không tới gần được Trường Thành. Các cự nhân được lệnh của đại tù trưởng lại tiếp tục xông lên. Những cự nhân này không còn quan tâm tới sống chết, dùng hết sức công kích vào màn sáng, không ngừng tự bạo, khiến màn sáng trở nên mỏng hơn. Man hoang phản kích, mấy chục vạn cự nhân tự bạo, màn sáng buộc phải co lại, nhiều tu sĩ không kịp lùi lại theo màn sáng, đều bị cự nhân giết chết. Nhiều người bị thổ dân chụp lấy, xe sống rất thê thảm. Bạch Tiểu Thuần tái mặt, thấy một tu sĩ bị hai cự nhân phân thây, nuốt sống, sau đó hai cự nhân này lại có dấu hiệu giống như muốn đột phá. Thổ dân cần tu hành, bởi vì không có linh khí, nên phải hấp thu hồn lực. Đối với bọn họ, linh khí chính là dòng nước thần. Trong thân thể tu sĩ lại có chứa linh khí, nên đối với thổ dân man hoang, chính là mỹ vị. Ăn thịt chúng đi, lâu lắm rồi không được ăn tu sĩ. Ha ha, chính là hương vị này. Những thổ dân như phát cuồng, liều lĩnh xông tới để bắt tu sĩ,
nếu bắt được là đều lập tức cắn xé, hệt như dã thú. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, thứ hắn đang nhìn thấy đã kích thích hắn rất mạnh, thổ dân ăn người, việc này hắn đã từng được nghe nói nhưng tới bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Chết không có gì đáng tiếc, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, ánh mắt lạnh hẳn đi. Hắn im lặng xoay người, chạy thẳng về công giáp các. Bạch Tiểu Thuần nhìn 10 lò đan đỏ rực, hít sâu một cái, phất mạnh tay áo, 10 lò đan bay lên, vờn quanh hắn. Bạch Tiểu Thuần hai tay bấm pháp quyết, hắn rút từ trong kim đan của mình một tia thiên đạo khí tức, đánh vào trong những lò đan. Những lò đan này vốn chưa tới thời điểm nứt vỡ, nhưng Bạch Tiểu Thuần có cách làm cho chúng nổ sớm hơn, chính là dựa vào ấn quyết ngoại lực, khiến cho dược lực trong đó bùng phát không được. Dù uy lực sẽ bị giảm đi, nhưng vì cũng đã nung nhiều ngày, nên cũng chẳng bị giảm bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần kéo, theo 10 lò đan lớn quay lại trường thành. Đi cùng hắn là 10 cái lò đan to tổ tướng, đỏ rừng rực, rõ ràng là đang rung lắc vô cùng bất ổn. Cái đó là lò đan của Bạch Đại Sư, đám tu sĩ vô cùng chờ mong. Các quân đoàn trưởng đang chiến đấu với thần hồn của luyện hồn sư cũng phải quay sang nhìn. Các thần hồn luyện hồn sư đều giật mình kinh hãi. Các đại tù trưởng và thổ dân đều trừng to mắt hoảng sợ. Sao mà? Lớn thế? Trời ơi! Bạch Tiểu Thuần bay ra trường thành, ném 10 lò đan vào đám thổ dân. Mọi ánh mắt trên chiến trường đều đổ dồn vào 10 cái mặt trời đỏ rực đó. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 495, Bạch Ma. Lò đan của những lần trước đã đủ làm họ giật mình, vậy mà kích thước của mấy cái lò đan lần này. Cái này to quá, 10 cái lò đan này mà nổ. Các đại tù trưởng đều trợn trừng mắt, các cự nhân thì biến sắc, nhớ tới những thê thảm khủng bố trong Dĩ Vàng. Bạch ma, chết tiệt, là bạch ma đó. Các cự nhân hoảng hốt ào ào lùi về. Bạch ma mày chính là tên gọi các bộ lạc này dành cho Bạch Tiểu Thuần, kẻ đã làm họ vô cùng thê thảm. Bạch Tiểu Thuần không biết cái danh xưng này của hắn đã khá là nổi tiếng trong man hoang. Bằng mọi giá phải phong ấn những lò đan đó. Một tiếng gầm vang từ tuốt phía sau man hoang, những hồn tu và các đại tù trưởng vội vã dùng hết tu vi, toàn lực cùng nhau ra tay, tạo thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới xuất hiện rất nhanh, nhưng tốc độ của các lò đan còn nhanh hơn. Hai bên va vào nhau, có mấy lò bị cản dừng lại, nhưng vẫn có hai cái lọt ra, rơi xuống đất. Tiếng nổ vang rền, tai đều ù đi, át hết tất cả âm thanh, đất đai rung chuyển. Không từ ngữ nào mô tả được cảnh lò đan nổ, như đất rung núi chuyển, như tận thế đã. Tới, một vùng biển lửa màu lam từ trong lò vỡ bùng ra, tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Những nơi chúng đi qua, đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết, các cự nhân bốc cháy. Những mảnh vỡ của lò đan như những viên sao băng, bắn văng tung tóe. Gợn sóng trùng kích hất văng những cự nhân đang bốc cháy trên đường đi của chúng. Những làn khí năm màu không ngừng lan ra khắp nơi, chui vào người những cự nhân, khiến các cự nhân đó nhanh chóng bị thối rữa. Có những cự nhân như bị choáng đầu, rõ ràng đang bị thiêu cháy, vậy mà còn đứng hoa chân múa tay vui sướng. Lò thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt nổ, cả chiến trường chìm trong màn lửa màu lam cuồn cuộn, như muốn san tất cả thành bình địa. Lực sát thương mạnh nhất khi lò vỡ chính là màn sương mù năm màu. Những nơi sương mù đi qua, hầu như không còn một ngọn cỏ. Trong lò đan ẩn chứa một loại dược lực quái dị mà ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết rõ. Ngay cả những hồn tu cũng phun máu, vội vàng rút lui, cảm man hoang thảm đạm, tác hại của bốn lò đan này quá lớn. Không chỉ số lượng lớn thổ dân bị chúng diệt sát, mà còn tác động lên những người còn sống sót. Họ đã bị những lò đan này diệt đi chiến ý, diệt đi quyết tâm chiến đấu, ai nấy chỉ còn biết cuống cuồng chạy lùi về sau, trong mắt họ chỉ còn sự sợ hãi và mờ mịt, không sao tin được. Bạch, Bạch, Ma, các thổ dân cuồng loạn la lên, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trên trường thành đầy sợ hãi. Không chỉ thổ dân, mà ngay cả tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng vô thức ngừng thở, sự kính sợ dành cho Bạch Tiểu Thuần đã lên tới cực hạn. Nổ lô là hắn làm ra, tụ hồn đan là hắn luyện, những mặt trời nhỏ dữ dằn khủng bố này cũng là từ tay hắn mà có. Lần nào cũng tạo nên hiệu quả kinh người. Khi tất cả tiêu tán, khu vực chiến trường kia đã trở thành trống trơn, trên mặt đất chỉ còn lại 4 cái hố, sâu và 6 phế lô chưa nổ được.
Cả chiến trường chìm trong tĩnh mịch một cách quỷ dị, ngoài hai thiên nhân đang chiến đấu, đám Bạch Lân và thần hồn luyện hồn sư. Cả hai phe địch ta đều sững ra, chìm đắm trong những tiếng nổ bạo liệt vẫn còn vang vọng trong đầu. Lão giả dưới hình ngũ giác do năm tế đàn tạo ra run rẩy mở mắt, nhìn về phía chiến trường. Sau đó ngẩng lên nhìn hai thiên nhân đang giao chiến trên cao, im lặng một lát, rồi quay sang nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trên trường thành. Cái nhìn này như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài cả người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác há to miệng, hít sâu liền mấy lần, nhìn chiến trường mà khiếp vía, ai ra, chiến công của hắn đang bay lên với một tốc độ kinh người. Ta sẽ trở thành thiên phu trưởng A. Bạch Tiểu Thuần không nén được kích động. Đột nhiên, từ trên dạng mây máu trên cao, một ánh mắt chiếu xuống. Một mảng huyết vụ từ trong dạng mây máu chốc ra bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, chính là nữ tử áo đỏ kia ra tay, định giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Trần Hạ Thiên làm sao đồng ý, lão cười to, vung tay ra cản. Bạch Tiểu Thuần sợ run, lại thấy những đại tù trưởng ở phía xa dưới kia cũng đang ném những ánh mắt dữ tợn, điên cuồng về phía mình. Sao đều nhìn vào ta? Ai ra, nguy hiểm quá, ta nên chạy lẹ về thôi. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng, quyết định lùi về, nhưng trên trời cao đã vang lên một tiếng nổ to. Phía trên lão giả áo đen, khoảng không gian do năm tế đàn tạo ra đã hoàn toàn vỡ nát. Đói, đói. Một tiếng gào rầu rĩ từ trong những cái khe trong đó vọng ra, những bàn tay quỷ thi nhau thò ra ngoài, túm lấy lão giả áo đen, túm vào trong khe. Lão giả áo đen không hề phản kháng, để mặc mình bị túm vào, sau đó trong khe vang lên tiếng cắn xé, nhai nuốt. Một màn này cực kỳ quỷ dị, khiến tất cả tu sĩ đều ngơ ngác mà nhìn. Bạch Tiểu Thuần trừng to mắt, nhìn khoảng không gian ngũ giác kia nứt, vỡ, trong lòng cảm thấy rất không ổn, vội vàng rời khỏi trường thành, nhưng hắn còn chưa kịp đi, thì cái khe ấy đã xé rộng ra, lộ ra một cái miệng cực to. Cự nhân này quá lớn, không thể chui ra khỏi cái khe này được, chỉ lộ ra được cái miệng của mình mà thôi. Cái miệng này màu xanh, hai hàm răng đen kịt, phía trên vẫn còn dính máu thịt, thò ra lỗ hổng, gào lên. Đói, đói quá. Cái miệng hướng về phía trường thành, hút một cái. Trời đất tối sầm hẳn đi, đất trời vặn vẹo, một luồng lực hút cực mạnh xuất hiện. Ngay cả màn sáng trận pháp cũng không cản nổi, tu sĩ ngũ đại quân đoàn hoảng hốt nhận ra cơ thể họ đang bị hút bay lên không. Hơn phân nửa tu sĩ trên trường thành đều bị hút về phía cái miệng to đó. Bạch Tiểu Thuần không thể lùi lại được nữa, hắn bị lực hút kia hút ra ngoài trường thành, bay về phía cái miệng rộng. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 496, ta biết đầu lĩnh của các ngươi. Đừng mà, Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết. Hắn trơ mắt nhìn mình và biết bao người khác bị hút tới cái miệng kia. Hắn nhìn thấy nhiều tu sĩ bay tới đó, bị cái miệng kia cắn nhai, máu thịt tung tóe. Tất cả tu sĩ bị hút ra đều dùng đủ cách để chống trả lực hút, nào thi triển bí thuật, nào dùng trọng bảo, có cả phối hợp với nhau, dùng đủ mọi tuyệt chiêu họ có được. Ta không thể qua đó. Bạch Tiểu Thuần hét lên, thông thiên pháp nhãn mở ra, một luồng chấn động linh lực mạnh mẽ bắn ra, nhưng không gây được tác dụng gì. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, tay vội bấm pháp quyết, đập mạnh vào ngực, gầm lên, nhân sơn quyết. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần to bành ra, cơ thể hắn biến mất, thay vào đó là một người đá rất to. Người đá này to cả trăm trượng, như một ngọn núi nhỏ, có lẽ nhờ vậy sức nặng của nó tăng vọt, khiến nó chống lại được lực, hút, hạ mạnh xuống đất. Mặt của người đá chính là mặt của Bạch Tiểu Thuần, hắn đấm mạnh cả hai tay xuống đất. Hắn đã dùng hết tất cả sức lực mình có, dù lực hút kia có mạnh mẽ, hắn vẫn cố gắng ghìm cơ thể mình lại, cắm xuống đất. Cũng may lực hút này không kéo dài lâu, chỉ chừng 10 lần hít thở, cái miệng to kia từ từ khép lại, chắc là dành thời gian để tiêu hóa những đồ ăn mới nuốt vào, cái khe cũng nhỏ dần lại. Bạch Tiểu Thuần thoát ra khỏi trạng thái nhân sơn quyết, đứng sững tại chỗ, run run hít thở. Thành công chống cự lực hút của cái miệng to không chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào may mắn thì đã phải giật thót, vì xung quanh họ chính là những đôi mắt tham lam của các cự nhân man hoang. Những tu sĩ này đã bị lực hút của cái miệng kia hút ra khỏi trận pháp. Nhanh quay về, quân chủ và vạn phu trưởng ngũ đại quân đoàn gầm vang.
cặp mắt vĩ đại trên tháp cao không ngừng chiếu xạ, màn sáng trận pháp cũng vội vàng lan ra, muốn nhanh chóng bay tới bảo vệ cho những tu sĩ kia. Số tu sĩ bị hút ra ít nhất có chừng 20 vạn tu sĩ, họ bị phân tán trên chiến trường. Ngay giữa họ và màn sáng trận pháp chính là rất nhiều cự nhân thổ dân, cơ bản là không thể nào trở về được. Giết chúng! Các đại tù trưởng gầm lên, mấy chục vạn thổ dân đồng thời ra tay, vây quanh chặt đứt đường về. Bạch Tiểu Thuần tái mặt, nhìn quanh mà khóc không ra nước mắt. Bạch ma ở đây, giết bạch ma. Hặc hặc, bạch ma là của ta. Hắn là của ta phải ăn hắn. Ta biết đầu lĩnh của các ngươi. Bạch Tiểu Thuần buồn rầu nói, ta là của chính ta, không phải là của các ngươi. Kẻ nào muốn ta chết, kẻ đó sẽ phải hối hận. Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ác độc, hắn vỗ túi trữ vật, những chiếc áo giáp bay ra. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất mặc một đống áo giáp lên người. Phi kiếm pháp, bảo ào ào bay ra, bay xung quanh người hắn, vô cùng khí thế. Chưa hết, Bạch Tiểu Thuần lại lấy ra rất nhiều phù văn, dán hết lên người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bạch Tiểu Thuần võ trang vừa xong, thì hơn 10 người thổ dân cự nhân đã va tới, 10 người này đều có tu vi tương đương kết đan. Nhưng tầng phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần quá mạnh mẽ, họ cơ bản không phá vỡ được, lại còn bị chấn ra, phun máu. Một màn này khiến đám thổ dân đang tiếp tục chạy tới há hốc miệng ra. Chết tiệt, hắn mặc cả hơn 10 cái áo giáp, hắn, làm sao hắn mặc được thế? Đám phù văn đó, cái nào cũng mắc kinh người, mà hắn dán trên người cả ngàn cái. Trời đất, hắn là một cái túi chữ vật sống à. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cô lấy dũng khí, dùng hết sức xông thẳng về phía những cự nhân mới bị hắn đẩy lùi. Các ngươi khinh người quá mức. Bạch Tiểu Thuần giống to, đừng thấy hắn mặc một đống áo giáp, quanh người đầy là pháp bảo phi kiếm, phù văn dán trên người rậm rạp chẳng chịt không dưới mấy nghìn. Mà cứ tưởng công kênh nặng nề, tốc độ của hắn không chậm tí nào, vừa xông tới, đã hất bay một cự nhân gần nhất. Thổ dân bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay ra xa, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải bấm niệm pháp quyết, hơn 10 thanh phi kiếm xung quanh hắn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám thổ dân xung quanh. Bạch Tiểu Thuần không cho thổ dân cơ hội phản ứng, chỉ trong nháy mắt có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã chém thổ dân thành mấy khói. Những thổ dân này cho đến lúc chết vẫn không thể tự bạo. Bạch Tiểu Thuần không do dự xông lên, hắn như cự long xông vào đám thổ dân, lúc tới gần một thổ dân liền vận dụng phi kiếm chém tới. Tên thổ dân muốn né tránh nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh nên không tránh kịp, hắn kêu thảm thiết và đầu lâu bay lên cao. Cùng lúc đó các thổ dân khác lục tục tới gần, cũng đồng loạt ra tay. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nâng tay đánh thẳng vào mặt đất, trong tiếng nổ vang, mặt đất chấn động rất mạnh, phong bạo càn quét xung quanh. Sắc mặt đám cự nhân biến hóa, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần vừa rồi vượt qua mấy chục thổ dân. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ rung trời, có lẽ hình ảnh này không là gì so với cả chiến trường nhưng Bạch Tiểu Thuần lại là chiến thần trong khu vực của hắn. Mặc cho vài chục thổ dân ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn hắn lại nhưng chiến trường có quá nhiều thổ dân. Xung quanh hắn lại xuất hiện mấy trăm thổ dân giết tới gần, rất nhiều công kích đánh vào vòng phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần. Từng tầng phòng hộ sụp đổ, thân thể hắn chấn động, ánh mắt đỏ thẫm và càng điên cuồng hơn trước. Các ngươi quá khi dễ người, nhiều người khi dễ một mình ta. Bạch Tiểu Thuần vừa xông lên vừa gào thét, hắn như sao băng nện thẳng vào ngực thổ dân. Sau khi đánh bay thổ dân lại phát hiện có mấy trăm thổ dân vây quanh tầng tầng và ra tay với hắn. Khí thế cực kỳ kinh người, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nâng tay trái vỗ túi chữ vật mang ra rất nhiều đan dược. Những đan dược kia bay xung quanh và nổ tung, sương mù mê huyễn dung nhập vào thân thể đám thổ dân, bọn chúng làm các hành động cổ quái, Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ cơ hội này thoát ra khỏi vòng vây. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 497, dốc sức liều mạng. Thổ dân bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay ra xa, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải bấm niệm pháp quyết, hơn 10 thanh phi kiếm xung quanh hắn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám thổ dân xung quanh. Bạch Tiểu Thuần không cho thổ dân cơ hội phản ứng, chỉ trong nháy mắt có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã chém thổ dân thành mấy khói. Những thổ dân này cho đến lúc chết vẫn không thể tự bạo. Bạch Tiểu Thuần không do dự xông lên. Hắn như cự long xông vào đám thổ dân,
lúc tới gần một thổ dân liền vận dụng phi kiếm chém tới. Tên thổ dân muốn né tránh nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh nên không tránh kịp, hắn kêu thảm thiết và đầu lâu bay lên cao. Cùng lúc đó các thổ dân khác lục tục tới gần, cũng đồng loạt ra tay. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nâng tay đánh thẳng vào mặt đất, trong tiếng nổ vang, mặt đất chấn động rất mạnh, phong bạo càn quét xung quanh. Sắc mặt đám cự nhân biến hóa, Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần vừa rồi vượt qua mấy chục thổ dân. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ rung trời, có lẽ hình ảnh này không là gì so với cả chiến trường nhưng Bạch Tiểu Thuần lại là chiến thần trong khu vực của hắn. Mặc cho vài chục thổ dân ngăn cản thế nào cũng không thể ngăn hắn lại nhưng chiến trường có quá nhiều thổ dân. Xung quanh hắn lại xuất hiện mấy trăm thổ dân giết tới gần, rất nhiều công kích đánh vào vòng phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần. Từng tầng phòng hộ sụp đổ, thân thể hắn chấn động, ánh mắt đỏ thẫm và càng điên cuồng hơn trước. Các ngươi quá khi dễ người, nhiều người khi dễ một mình ta. Bạch Tiểu Thuần vừa xông lên vừa gào thét, hắn như sao băng nện thẳng vào ngực thổ dân. Sau khi đánh bay thổ dân lại phát hiện có mấy trăm thổ dân vây quanh tầng tầng và ra tay với hắn. Khí thế cực kỳ kinh người, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nâng tay trái vỗ túi chữ vật mang ra rất nhiều đan dược. Những đan dược kia bay xung quanh và nổ tung, sương mù mê huyễn dung nhập vào thân thể đám thổ dân, bọn chúng làm các hành động cổ quái, Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ cơ hội này thoát ra khỏi vòng vây. Vào lúc hắn lao ra lại có vài trăm thổ dân cự nhân lao tới, mỗi một tên đều có sát ý kinh thiên, thậm chí hơn 10 thổ dân lúc tới gần hắn liền tự bạo. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo kinh hãi, hắn muốn tránh nhưng không kịp, hơn 10 thổ dân cự nhân đồng thời tự bạo tạo ra. Uy lực kinh người, rất nhiều dung dịch ăn mòn bắn ra xung quanh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Rất nhiều tầng phòng ngự bên ngoài thân thể hắn sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực trùng kích xông lên phía trước, thoát khỏi vòng vây. Bởi vì chiến trường quá lớn, khoảng cách màn sáng trận pháp quá xa, dù tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn nữa cũng không thể thoát ra ngoài. Hắn dừng lại và phát hiện xung quanh lại xuất hiện vài trăm thổ dân ngăn cản đường đi. Bạch Ma, ngươi chết chắc rồi, ta muốn ăn ngươi. Thổ dân xung quanh gào thét, bọn chúng sinh ra sát ý kinh người, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt càng điên cuồng hơn trước, hắn nâng tay phải điều động ba pháp bảo bay về phía trước và tự bạo. Pháp bảo tự bạo uy lực kinh người, trong tiếng nổ vang đã có mấy trăm thổ dân nổ tan nát, không chờ Bạch Tiểu Thuần tiếp tục bỏ chạy, lại có mấy trăm thổ dân lao lên lấp chỗ trống. Bọn chúng muốn dùng phương thức hao tổn Bạch Tiểu Thuần tới chết. Trăm đại tù trưởng thổ dân đều đồng ý sử dụng phương thức như vậy, bọn chúng cười lạnh, biết rõ Bạch Tiểu Thuần không có gì ngoài ý muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí đã có mấy đại tù trưởng rời khỏi khu vực đang đứng tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Các đại tù trưởng khác cũng tản ra đánh chết cường giả và thiên phu trưởng năm đại quân đoàn. Cả chiến trường vô cùng hỗn loạn, Trần Hạ Thiên trên bầu trời sốt ruột, thủ đoạn chiến tranh như vậy chưa từng xuất hiện bao giờ. Lần này xuất hiện nên hắn không kịp trở tay, hắn cũng không thể làm gì, bởi vì đã có nữ tử áo đỏ ngăn cản nên hắn khó nghịch chuyển càn khôn. Đám người Bạch Lân và đa số vạn phu trưởng đang ở trong trận pháp nhưng địch nhân của bọn họ là thần hồn luyện hồn sư cường đại, chiến đấu vô cùng hung hiểm nên không thể phân tâm. Trong thời gian ngắn chiến cuộc biến hóa kinh người, thỉnh thoảng có tu sĩ thoát ra khỏi vòng vây trở về màn sáng mới dám thở ra một hơi. Bởi vì có hơn 20 vạn tu sĩ năm đại quân đoàn phân tán các nơi, người trở về chỉ là số ít. Chiến tranh dùng phương thức máu tanh thảm thiết nhuộm đỏ mặt đất. Bạch Tiểu Thuần gào to, cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, từng tấc huyết nhục trên người hắn như đang gào thét. Thổ dân không ngừng vây quanh người hắn, Bạch Tiểu nảy sinh ý ác độc, hắn vận dụng hàn ý trong người mình. Từ khi giao chiến đến hiện tại, tuy hắn mạnh mẽ hung hãn nhưng chỉ sử dụng lực lượng thân thể mà thôi. Dù sao đây là ngoài trường thành, không thể cảm nhận linh lực, thi triển thuật pháp nhưng không thể bổ sung, linh lực hao tổn rất nhanh. Một khi khô kiệt, chờ đợi hắn chính là tử vong. Cho nên muốn sử dụng linh lực cũng phải chờ tới lúc mấu chốt nhất, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn dứt khoát điều động ba thanh pháp bảo bên ngoài thân thể nổ tung. Tiếng nổ rung chuyển trời đất xuất hiện, thổ dân bốn phía trọng thương bay xa, trong ánh mắt bọn chúng chỉ còn hung tàn và khát máu, chúng không rút lui mà là tiến lên tự bạo. Âm thanh tự bạo vang lên liên tục, mấy chục thổ dân tự bạo tác động lên màn sáng phòng ngự quanh người Bạch Tiểu Thuần, cũng không bao lâu tất cả màn sáng đều sụp đổ. Những áo giáp kia cũng không thể trèo chống bao nhiêu thời gian,
Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực lượng pháp bảo tự bạo thoát ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp, áo giáp trên người hắn cũng tan nát. Phía sau hắn là một đám thi thể, bởi vì Bạch Tiểu Thuần cường hãn và điên cuồng cho nên tâm thần đám thổ dân bốn phía sinh ra dao động, bọn chúng đều bị Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp. Bạch Ma, lực lượng một mình hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Đáng chết, tên này không chỉ luyện dược kinh người, ngay cả chiến lực cũng như thế, giữ lại không được, ta nhất định phải ăn hắn. Chẳng qua hắn có nhiều phòng hộ mà thôi, hiện tại hắn không còn thứ gì bảo hộ, hắn phải chết. Thổ dân xung quanh gào thét liên tục, có ba thổ dân thân thể cao lớn hơn những thổ dân vây quanh dùng ánh mắt hung tàn nhìn Bạch Tiểu Thuần, ba thổ dân dùng lực lượng khủng khiếp tấn công hắn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt như tờ giấy, hắn đang thở hồng hộc và nhìn thổ dân bốn phía như thủy triều ập tới. Dường như thổ dân giết không hết, nghe bọn chúng gào rú và máu tươi trong miệng chúng chảy ra ngoài, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực như máu. Không có phòng hộ, các ngươi cho rằng có thể thuận lợi giết ta sao? Bạch Tiểu Thuần cười cười, nụ cười này mang theo khinh thường và điên cuồng, hắn đã chấp giá nào? Hắn biết rõ nếu ở lại nơi đây sẽ rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, nếu không dốc sức liều mạng sẽ chẳng sống sót lao ra ngoài. Trong tiếng cười điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần đứng thẳng, lực lượng thân thể cường đại bộc phát tạo thành phong bạo càn quét bốn phía. Làn da hắn biến thành màu vàng, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh kim cương, hai chân và hai tay xuất hiện vô số phù văn giống cấm chế. Bất tử trường sinh công bộc phát toàn diện. Vào lúc lực lượng bùng nổ, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu tiến lên phía trước, một bước vừa chạm đất hắn đã sử dụng thần thông, hám sơn tràng. Hắn lao thẳng vào một tên cự nhân trong ba cự nhân đang lao tới, tốc độ quá nhanh, tiếng xe gió vừa vang lên thân thể Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tàn ảnh đụng thẳng vào người thổ dân cao lớn. Tên thổ dân này ỷ vào lực lượng thân thể cường đại cho nên xem thường, lúc phát hiện Bạch Tiểu sắp va chạm với mình. Hắn không tránh né, không chờ hắn kịp suy nghĩ, thân thể của hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần đụng bay. Âm thanh xương cốt vỡ vụn ken két vang lên, tên thổ dân kêu thảm thiết, không chờ thân thể hắn kịp chạm mặt đất đã nổ tung thành huyết nhục. Hắn bị Bạch Tiểu Thuần va chạm hình thần câu diệt. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 498, còn ai muốn chết? Sau khi diệt thổ dân cự nhân trước mặt, Bạch Tiểu Thuần quay người nhìn sang hai thổ dân cự nhân phía sau đang lao tới, trong mắt bọn chúng mang theo sát ý muốn ra tay. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh và nâng tay phải lên, hắn mặc đối thủ đánh một quyền vào ngực mình, hắn giơ tay phải lên như tia chớp bóp yết hầu tên thổ dân. Tay Bạch Tiểu Thuần bóp yết hầu thổ dân nhưng không thể bóp chặt được, hắn chỉ có thể dồn lực lượng hủy diệt vào hai ngón tay sau đó bóp nát yết hầu. Hắc khí bao phủ khắp toàn thân thổ dân, những nơi đi qua làm xương cốt thổ dân vỡ vụn. Đây là toái hầu tỏa. Vẫn chưa chấm dứt, sau khi chém giết hai thổ dân, Bạch Tiểu Thuần nâng chân phải đá ra phía sau, tên thổ dân thứ ba sau lưng đang vung trường kiếm chém vào người hắn. Chân phải Bạch Tiểu Thuần va chạm với trường kiếm đối phương, âm thanh răng rắc vang lên, trường kiếm sụp đổ, tay của tên thổ dân cũng bị chân phải Bạch Tiểu Thuần đá trúng. Oanh, tên thổ dân kêu thảm thiết, tay phải huyết nhục mơ hồ, toàn thân hắn sinh ra từng tia hắc khí, dường như hắn bị phong ấn. Phong ấn có tác dụng gây thống khổ không cách nào hình dung, thân thể thổ dân run rẩy, hắn kêu thảm thiết, không ngờ đau đớn tới mức quỳ xuống ôm chặt toàn thân. Đây là bất tử cấm, còn ai muốn chết? Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại đạp lên cánh tay tên thổ dân đang quỳ rạp xuống đất, trên người Bạch Tiểu Thuần sinh ra sát khí kinh thiên. Tóc dài phất phơi, dù quần áo tổn hại một nửa lộ ra làn da màu vàng, hắn giống như chiến thần đứng giữa chiến trường. Ánh mắt hắn mang theo điên cuồng và hung tàn, hắn nhìn chằm chằm thổ dân bốn phía. Đám thổ dân bị hắn nhìn không dám xông lên, thân thể run rẩy liên tục lui ra sau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bọn chúng sợ hãi khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn chúng tận mắt nhìn tình cảnh vây giết và lực chiến đấu khủng bố của Bạch Tiểu Thuần, hắn đã đánh chết hơn ngàn thổ dân. Cho dù mượn nhờ lực phòng hộ và pháp bảo tự bạo tạo thành, nhưng trước mắt Bạch Tiểu Thuần không dùng bất cứ phòng ngự nào vẫn đánh chết ba người. Lực trùng kích của việc này quá lớn. Tiếng quát của hắn quanh quẩn, đám thổ dân xung quanh không dám nói lời nào. Đánh chết ba thổ dân cự nhân nhìn như gọn gàng nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại rất vất vả. Ba người kia không phẩm thổ dân tầm thường, tu vi có thể sánh ngang kết đan đại viên mãn,
chỉ còn cách Nguyên Anh nửa bước mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vận dụng bất tử trường sinh công chiếm tác dụng mấu chốt trong trận đấu, không nói thứ khác, chỉ sức hồi phục cũng giúp Bạch Tiểu Thuần chiến đấu rất lâu. Hắn mượn nhờ lực chấn nhiếp từ việc giết ba tên thổ dân trước mặt, Bạch Tiểu Thuần nhìn như uy vũ nhưng trên thực tế toàn thân đang buông lỏng, hắn đang thừa cơ khôi phục sức khỏe. Ta đến. Vào lúc này có tiếng thét vang lên, tiếng thét từ phía sau đám thổ dân truyền đến, mặt đất chấn động vài cái. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên đã phát hiện thổ dân cự nhân cao trăm trượng xuất hiện, thổ dân kia mặc y phục lông thú. Tên thổ dân cự nhân tóc tai bù xù, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trên mặt có không ít vết sẹo nhìn mà giật mình nhưng cũng vô cùng tàn bạo. Lúc hắn quát lớn, thân thể chạy như điên, những nơi đi qua tất cả thổ dân sợ hãi né tránh, một ít tránh không kịp bị đá bay xa. Khôi, khôi, khôi. Khi cự nhân xuất hiện, đám thổ dân xung quanh hưng phấn giống to trợ uy cho hắn. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn không biết thổ dân xung quanh hô có phải tên của tên cự nhân hay không. Cho dù thế nào thì tên cự nhân cũng là cao thủ bên phía man hoang, từ hình thể và uy vọng của hắn có thể phát hiện đây là một tên thủ lĩnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn tên cự nhân lao về phía mình, ánh mắt cự nhân mang theo một tia tàn nhẫn tới gần Bạch Tiểu Thuần, hắn nâng một cước đạp mạnh vào người. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta. Không nói bàn chân to nhỏ, chỉ tốc độ cũng vô cùng kinh người, tiếng xe gió vang lên còn mang theo lực lượng thân thể cường đại. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to quan sát tất cả, hắn biết mình không thể né tránh. Một khi né tránh lực chấn nhiếp đám thổ dân xung quanh sẽ biến mất, bọn chúng sẽ tiếp tục vây công mình. Là ngươi chết. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần tức giận ngập trời, hắn giống một tiếng đầy điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, cũng không tránh né đánh một quyền vào chân cự nhân. Nhìn từ xa phát hiện tình cảnh này vô cùng buồn cười, cự nhân cao hơn trăm trượng, bàn chân lớn như ngọn núi nhỏ. Bản thân Bạch Tiểu Thuần trong mắt cự nhân không khác gì con kiến, không ngờ con kiến dám dùng nắm đấm ngăn cản công kích. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời như sắp sụp đổ, tiếng nổ lớn vang vọng chiến trường, cho dù cách chiến trường ngàn dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Dưới vụ nổ mạnh, nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần va chạm với bàn chân cự nhân, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động dữ dội. Hắn cảm thấy lực lượng khủng khiếp lan truyền khắp toàn thân, làn da, xương cốt, thậm chí mỗi tấc huyết nhục Bạch Tiểu Thuần đang run rẩy rất mạnh. Dường như sinh cơ sắp bị hủy diệt, thân thể tan vỡ không còn hình dáng. Ta không thể chết ở đây. Bạch Tiểu Thuần gào thét, trong người hắn bộc phát lực lượng vô cùng vô tận chống đỡ hắn không ngờ. Huyết nhục toàn thân hắn dung hợp làm một tạo thành lực lượng khổng lồ phản kích cự nhân. Chết, chết, chết. Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn lại xuất một quyền. Quyền này ẩn chứa lực lượng bất tử bì, bất tử kim cương, bất tử cân, hắc quang bao phủ nắm đấm va chạm với bàn chân cự nhân. Một tiếng nổ khủng khiếp sinh ra, thân thể thổ dân cao hơn trăm trượng run rẩy, hắn gào thét thảm thiết, đùi phải hắn hóa thành huyết vụ, tất cả huyết nhục sụp đổ, ngay cả xương cốt cũng biến thành cho bụi, hắc mang không ngừng khuếch tán bao phủ cự nhân cao trăm trượng, chân trái, thân thể, hai tay, đầu của hắn trong nháy mắt bị hắc quang đánh thành huyết vụ. Huyết vụ bay tung tóe như mưa. Tên thổ dân còn rên rỉ dưới chân Bạch Tiểu Thuần đã sớm bị lực trùng kích hình thần câu diệt, phạm vi trăm trượng xung quanh Bạch Tiểu Thuần không còn tên thổ dân nào khác. Xung quanh yên tĩnh, tâm thần rung động, đám thổ dân xung quanh có cảm giác bị cây búa nện thẳng vào đầu, bọn chúng không dám tin vào mắt mình, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp toàn thân. Khôi, chết, tại sao có thể như vậy, khôi đấy, hắn là khôi đấy, khôi lực lớn vô cùng. Hắn thất bại cũng bỏ đi. Không ngờ bị một quyền của Bạch Ma đánh hình thần câu diệt. Điều này sao có thể? Trời ạ, rốt cuộc Bạch Ma là thánh tộc hay chúng ta là thánh tộc? Lực lượng thân thể vừa rồi, đám thổ dân xung quanh run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đã chứng minh hắn không dựa vào phòng hộ, mà là dựa vào lực lượng cường đại đánh chết khôi nổi danh lực lượng vô cùng. Huyết vụ rơi lên người đám thổ dân xung quanh, nội tâm bọn chúng không còn chút chiến ý. Thân ảnh dưới huyết vụ chính là ác mộng lớn nhất trên đời. Đứng trong huyết vụ, thân thể Bạch Tiểu Thuần không quan tâm lực ăn mòn, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám thổ dân đứng xung quanh. Còn ai muốn chết? Các thổ dân trầm mặc, không người nói chuyện, tiếng hít thở dồn dập, ánh mắt sợ hãi đến tận cùng. Còn ai muốn chết? Sát khí trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội, hắn đi vài bước và hét lớn lần nữa,
sắc mặt đám thổ dân xung quanh tái nhợt, lui ra sau vài bước. Muốn giết Bạch Tiểu Thuần ta hỏi các ngươi, còn có ai muốn chết? Bạch Tiểu Thuần giống to, giọng nói của hắn vượt qua cả thiên lôi quanh quẩn tứ phương, truyền khắp non nửa chiến trường, tiếng hét cũng lọt vào tai các thổ dân và tu sĩ đang khổ chiến nơi xa. Tất cả tu sĩ nghe câu này liền chấn động rất mạnh, bọn họ có sắc mặt khác nhau khi nhìn sang khu vực Bạch Tiểu Thuần đang đứng, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cắn răng tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần. Các tu sĩ năm đại quân đoàn tán lạc khắp chiến trường lục tục xuất hiện, bọn họ ai cũng có thương thế và chật vật. Lúc tới gần đám thổ dân cũng không phát hiện có tên thổ dân nào dám ra ngăn cản, xung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện mấy trăm tu sĩ. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trước mặt, bọn họ phát hiện xung quanh đều là thi thể thổ dân. Cảnh tượng vô cùng thảm thiết nhìn mà giật mình, tâm thần chấn động khi phát hiện Bạch Tiểu Thuần không khác gì chiến thần. Tham kiến Bạch Đại Sư, tham kiến Bạch Đại Sư. Tiếng nói quanh quẩn mang theo rung động khó có thể hình dung, cho dù đa số bọn họ mới gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu nhưng vô cùng kính nể hành động của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 499, Hàn Giới. Lúc này tu sĩ xung quanh đều phát hiện thổ dân đang khiếp vía nên không ngăn trở, Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, tâm thần không ngừng rung động. Hắn ẩn cảm thấy đây là cơ hội tốt, nhiều người lực lượng lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như thế, sắc mặt biến thành lạnh lùng, khí thế trên người lan tràn ra ngoài, hắn vung tay lên cao và hét lớn. Đi, ta mang các ngươi quay về trường thành. Chỉ là một câu nhưng trong nháy mắt đã đánh động tâm thần vô số tu sĩ xung quanh, bọn họ đều nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Trong chiến trường mờ mịt bất lực, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn thổ dân, trong lúc cửu tử nhất sinh bọn họ nhìn thấy hy vọng. Một hy vọng quay về trường thành, bọn họ cũng hiểu đây chỉ là hy vọng vô cùng xa vời. Nhất là nhìn những đồng bạn xung quanh không ngừng tử vong càng như vậy, trước mắt có người đứng ra nói cho bọn họ biết, hắn muốn dẫn mọi người quay về trường thành, mà người này có thể làm được, thậm chí còn làm thổ dân sợ hãi, thậm chí hô một tiếng làm cả đời bọn họ không bao giờ quên, tâm thần rung động khó có thể hình dung, còn ai muốn chết. Những lời này ăn sâu vào tâm thần các tu sĩ, bọn họ hô hấp dồn dập, không phải khẩn trương mà là kích động khó nói thành lời. Bọn họ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, lục tục quay đầu thủ hộ xung quanh Bạch Tiểu Thuần, trong mắt bọn họ mang theo khát vọng với sinh mệnh, khát vọng cuộc sống. Đi, ai ngăn cản chúng ta liền giết ai. Đi, hô to lên, dẫn nhiều, tu sĩ cùng trở về trường thành. Đi, chỉ sợ chúng ta cuối cùng không thể về trường thành nhưng chúng ta muốn cả man hoang biết rõ quyết tâm của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần giống to lên, mấy trăm tu sĩ xung quanh giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt bọn họ đỏ rực. Đi. Bạch Tiểu Thuần cổ động tinh thần xong liền phất tay, hắn cắn răng xung phong về phía trước, chỉ có như vậy mới có thể hình thành lực ảnh hưởng mạnh hơn trước, mới kích thích quyết tâm muốn sống của mọi người. Sau khi vung tay, hắn liền bay thẳng về phía màn sáng trận pháp. Đi, đi. Từng tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa, mấy trăm tu sĩ cùng bộc phát toàn lực túm tụm xung quanh Bạch Tiểu Thuần lao đi như mũi tên, bọn họ giết trở về trường thành. Những nơi bọn họ đi qua, đám thổ dân không ngừng lui ra sau, dù sao biết rõ không địch lại đám người đã có quyết tâm tử vong là chuyện ngu xuẩn. Nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung tàn, thổ dân càng như vậy. Thổ dân là một đám người hung hãn không sợ chết, bình thường chỉ cần đại tù trưởng ra lệnh sẽ lao tới chịu chết như tre già măng mọc, thề phải diệt sát đối thủ. Hiện tại không có kẻ nào dám xông lên, bọn chúng bỏ mặc mấy trăm tu sĩ giết trở về, nhất là Bạch Tiểu Thuần đang đi tiên phong, hắn dùng lực lượng thân thể của mình mở đường máu, hoàn toàn không sử dụng pháp thuật tấn công. Bởi vì hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nơi này có không ít người giết được mình, linh lực sẽ trở thành đòn sát thủ cuối cùng nhất. Cũng may bất tử trường sinh công có sức hồi phục kinh người, vì thế hắn mang theo mấy trăm tu sĩ quay về màn sáng trận pháp. Trên đường quay về thế như trẻ tre, sở dĩ thế công sắc bén như vậy là do mấy trăm người đang vào thời khắc tuyệt vọng. Cho dù trả giá tất cả ngay sau đó ngã xuống cũng cam lòng, bọn họ không cho phép bất cứ ai giành cọng rơm cứu mạng với mình. Tiếng nổ mạnh kinh thiên, tiếng chém giết vang vọng khắp chiến trường, bọn họ vừa tiến lên phía trước vừa hô to. Còn ai muốn chết? Các đạo hữu năm đại quân đoàn, chúng ta mang các ngươi về nhà. Lời này không ngừng truyền khắp nơi, truyền khắp bốn phương tám hướng,
càng không ngừng có tu sĩ dãy dụa khỏi đám thổ dân gia nhập vào đoàn người. Nhân số xung quanh bọn họ càng ngày càng nhiều, từ mấy trăm người biến thành mấy ngàn người. Quy mô mấy ngàn người vô cùng kinh khủng, thế công của bọn họ càng khủng khiếp. Bọn họ không khác gì con dao nhọn đâm thẳng vào chiến trường, rất nhiều tu sĩ trong trường thành chú ý tới, ngay cả Trần Hạ Thiên trên bầu trời cũng nhìn xuống, hắn kinh ngạc trước ý chí cầu sinh của bọn họ. Cặp mắt vĩ đại, toàn lực yểm hộ, màn sáng trận pháp tiến lên phía trước tiếp ứng Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên ra lệnh, đôi mắt vĩ đại trên tháp cao liên tục bắn tia sáng ra ngoài, tia sáng thanh lý thổ dân trên đường Bạch Tiểu Thuần tiến lên. Màn sáng trận pháp dù vặn vẹo cũng chậm chạp tiến về hướng Bạch Tiểu Thuần. Đám đại tù trưởng các bộ lạc cũng phát hiện tình hình. Giết kẻ này. Đúng lúc này nữ tử áo đỏ đang giao thủ với Trần Hạ Thiên đã lên tiếng, giọng nói của nàng lan ra khắp chiến trường. Trần Hạ Thiên tức giận toàn lực ra tay nhưng không có tác dụng, chỉ thấy trên trăm thần hồn luyện hồn sư và mấy ngàn hồn sư đều nhìn sang. Trong đó có một bộ phận hóa thành hào quang bay thẳng về phía đám người Bạch Tiểu Thuần, thân ảnh bọn họ quỷ dị. Tốc độ cực nhanh, cả đám đều là tuấn nam mỹ nữ nhưng ánh mắt âm u, ẩn ẩn nhìn thấy hồn phách trong mắt bọn họ. Trần Hạ Thiên ra lệnh và cặp mắt vĩ đại mở đường, ngay cả màn sáng trận pháp cũng tiếp ứng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền kích động. Vào lúc hắn kích động lại nghe thấy tiếng quát của nữ tử áo đỏ, ngay sau đó là đám hồn tu đang bay tới. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nội tâm càng tức giận, cảm giác nhìn thấy sinh cơ nhưng bị người khác ngăn cản làm hắn nổi giận. Các huynh đệ, tiêu diệt đám hồn tu, diệt bọn chúng quay về trường thành. Bạch Tiểu Thuần gào thét, mấy ngàn tu sĩ xung quanh đều phát hiện tình hình và đồng loạt ra tay. Những hồn tu kia không phải tiến lên một mình, lúc tới gần không rõ đã dùng phương pháp gì bức bách đám thổ dân đang rút lui tiến lên. Ánh mắt thổ dân mất tiêu cự và nổi điên như dã thú, bọn chúng liều mạng tấn công đám Bạch Tiểu Thuần. Cũng may không phải tất cả thổ dân đều bị hồn tu ảnh hưởng, chỉ có một phần thổ dân mà thôi, cho dù như thế cũng tạo thành ảnh hưởng với Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt các hồn tu đã tới gần, có không ít người tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần, đám thổ dân cự nhân liều mạng ngăn cản mấy ngàn tu sĩ tiến lên. Hồn tu bay nhanh nhất là một trung niên, thân thể hắn mơ hồ và lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt sinh ra hàn quang và kết ấn quyết, một đám hỏa diễm màu xanh lá xuất hiện trong tay hắn và đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn có 7-8 hồn tu chậm hơn tới gần, hiển nhiên chỉ cần ngăn cản Bạch Tiểu Thuần một hô hấp, như vậy công kích sau đó sẽ tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần hình thần câu diệt. Xa hơn có vài chục hồn tu đang tới gần, bọn họ đang dùng tốc độ cao nhất, thậm chí có không ít người tản ra phong tỏa đường lui của Bạch Tiểu Thuần. Muốn giết ta. Nguy cơ trước mắt, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra một tia thần thái điên cuồng, đối mặt thế công của nam tử trung niên trước mặt. Bạch Tiểu Thuần không tránh né, ngược lại còn tiến tới như đồng quy vu tận. Sau khi va chạm với tên hồn tu trung niên, tiếng nổ oanh vang vọng khắp chiến trường. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần chảy máu nhưng không lui, hắn điên cuồng thi triển hám sơn tràng, trực tiếp đụng bay tên hồn tu trung niên sau đó tấn công 7-8 hồn tu phía sau. Chiến đấu biến hóa đột ngột, ánh mắt 7-8 hồn tu khác thường, ra tay không chút do dự, 7-8 hồn long xuất hiện thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Đang chờ các ngươi. Bạch Tiểu Thuần gào thét, ánh mắt hắn biến thành màu xanh da trời, chỉ trong nháy mắt cả thiên địa bị hàn khí khủng khiếp bao phủ, cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn khí kinh người. Hàn môn dưỡng niệm quyết, mặc dù hàn khí chưa đạt tới chí hàn nhưng cũng gần như vậy. Sau khi hàn khí bộc phát bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh, những nơi hàn khí đi qua, thổ dân cũng tốt, hồn tu cũng được, thân thể bọn họ chấn động, nhất là những thổ dân tận mắt nhìn thấy thân thể mình đóng băng. Sắc mặt đám hồn tu biến hóa kịch liệt, tình hình đang diễn ra nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất là những hồn tu ở gần Bạch Tiểu Thuần bị đông cứng thân thể, ngay cả tu vi cũng đóng băng. Trong nháy mắt phạm vi mấy ngàn trượng biến thành khu vực băng thiên tuyết địa, hàn băng bao trùm các nơi, hàn khí kinh người, thậm chí trên bầu trời còn có bông tuyết rơi xuống. Hiện tại tới phiên ta giết người. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn khẩn trương, hắn sợ hãi nhưng hắn không muốn chết, nếu mình không muốn chết thì hắn chỉ có thể giết người. Nơi đây đã thành hàn giới, xung quanh là thế giới của Bạch Tiểu Thuần. Các bạn đang nghe chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 500, trận chiến lay động chúng nhân.
Chỉ trong chớp mắt, phạm vi mấy ngàn trượng nơi đây như đã trở thành xứ sở của băng tuyết. Dù là hồn tu hay những thổ dân cự nhân kia, chỉ trong khoảnh khắc thân thể cùng tu vi đã bị đóng băng lại. Dưới Nguyên Anh, không ai có thể nhúc nhích. Dù cho đó là kết đan đại viên mãn, thậm chí là giả anh cũng không ngoại lệ. Những thổ dân cùng hồn tu kia cả đám đều hoảng sợ, đầu óc quay cuồng, cố gắng dãy dụa thoát ra. Có điều dưới hàn khí này, trong thời gian ngắn muốn làm được là không thể. Bạch Tiểu Thuần liền bước ra một bước, phất tay một cái, lập tức một tu sĩ trung niên trước mặt hắn thân thể nổ ầm một tiếng, vỡ vụn ra. Còn có 7-8 hồn tu ở gần chỗ đó, bọn họ trong lòng gào thét muốn cử động nhưng thân thể chẳng hề nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lao đến. Khi hắn đã đi qua, thân thể 7-8 hồn tu kết đan này lập tức nổ tung, máu thịt bị đóng băng văng ra bốn phía. Nơi đây là thế giới của ta. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ tàn nhẫn, tay phải ấn xuống mặt đất. Lập tức hàn khí khuếch lần nữa khuếch tán ra. Lúc này, không còn chỉ là ngàn trượng nữa mà đã trở thành vạn trượng. Thượng hàn lực lượng biến khu vực vạn trượng thành hàn vực. Bên trong phạm vi vạn trượng, mọi thứ đều đóng băng. Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre, dưới tay hắn không ngừng có hồn tu kết đan bị vỡ nát thân thể. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần đã giết chóc vô số. Một tên thổ dân cự nhân, thân thể run rẩy, cái đầu trực tiếp nát bấy từ phía sau thân thể bị đóng băng đó. Bạch Tiểu Thuần lao ra, bấm tay niệm chú, lập tức hơn 10 hồn tu quanh hắn thân thể liền nổ tung. Thế nhưng thổ dân và hồn tu nơi đây quá nhiều, dù lúc này có thượng hàn lực lượng trợ giúp, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể giết sạch bọn họ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, chỉ là mấy giây, có những hồn tu tử trong tuyệt cảnh dãy giụa, cuối cùng cũng có thể cử động một chút. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết niệm chú, vung tay về hai bên, miệng khẽ quát, kính ảnh. Ngay khi hắn nói ra hai chữ này, trong phạm vi hàn vực này xuất hiện 10 cái gương thật lớn ngưng tụ ra hư ảnh. Chỉ trong nháy mắt những hư ảnh từ trong đó đi ra, tất cả đều là Bạch Tiểu Thuần. Ngay khi xuất hiện 10 hàn kính phân thân này lập tức tản ra mà giết chóc. Tiếng nổ vang lên, từng thổ dân một thân thể vỡ nát, từng hồn tu một hình thần câu diệt. Dù cho có kẻ nhúc nhích được nhưng thật sự rất chậm chạp, chẳng qua cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thê thảm trước lúc chết mà thôi. Tiếng nổ vang trời, bốn phía kinh hãi, phạm vi vạn trượng này như đã trở thành tu la địa ngục. Chỉ đáng tiếc loại thần thông thuật pháp diện rộng này tiêu hao linh lực cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là ở Thông Thiên Đại Lục còn đỡ, có thể bổ sung lập tức, nhưng tại nơi man hoang chẳng có chút linh khí này, linh lực tiêu hao một phần là mất một phần. Đây lại là lần đầu tiên hắn khai triển toàn bộ thượng hàn lực lượng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, linh lực giống như nước lũ chảy đi, nhanh chóng tổn thất. Cho nên Bạch Tiểu Thuần chỉ duy trì trong khoảng 10 giây liền bấm quyết niệm chú, vung tay một cái, lập tức vạn trượng băng tuyết biến mất, hàn khí tiêu tán. Dường như ngay khi hàn vực tản đi, từ những thổ dân cự nhân cùng những hồn tu còn chưa hoàn toàn chết đi, truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Khi nhìn lại, trong phạm vi hàn vực lúc trước, máu nhuộm đầy trời, thây chật mặt đất, thổ dân tử vong có tới mấy trăm, hồn tu cũng có 70-80 người. Một màn này làm cho những thổ dân cùng hồn tu may mắn không bước vào phạm vi vạn trượng cả đám run rẩy. Hít vào thật sâu, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ và kinh hãi. Điều này, làm sao có thể? Kẻ này lại, mạnh mẽ đến vậy, đây đâu phải là kết đan, hắn rõ ràng đã mạnh ngang Nguyên Anh tu sĩ. Giết kết đan chỉ như đè bẹp con kiến. Những thổ dân cùng hồn tu bốn phía còn rung động như vậy, càng không phải nói đến những tu sĩ của Ngũ Đại Quân Đoàn cũng bị đóng băng nhưng may mắn không có thương tổn ở trong hàn vực. Bọn họ hô hấp dồn dập, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, bọn họ đều trở nên cuồng nhiệt, một số người thậm chí là sùng kính. Ở một nơi cá lớn nuốt cá bé như tu chân giới này, càng là cường giả càng dễ làm người khác tôn trọng. Bạch Tiểu Thuần một trận chiến dương danh, làm cho tên tuổi của mình được khắc sâu trong ký ức mọi người. Theo sát ta, chúng ta cùng nhau đi về Trường Thành. Bạch Tiểu Thuần hơi thở có chút hỗn loạn, lúc này hắn đã mỏi mệt vô cùng, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, âm thanh cũng trở nên khàn khàn, ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Lập tức tu sĩ Ngũ Đại Quân Đoàn liền hưởng ứng, rất nhiều người bay tới vây quanh Bạch Tiểu Thuần, cùng nhau hướng về màn sáng mà phóng đi. Nhìn thấy bản thân được mọi người vây quanh, Bạch Tiểu Thuần thở nhẹ ra.
Đừng thấy sự hung tàn lúc trước của hắn mà lầm, thực ra tim hắn so với người xung quanh đập còn nhanh hơn, hắn sợ hãi, cũng chỉ mình hắn biết được. Chẳng qua hắn không thể để cho người khác biết được là mình đang sợ hãi nên mới che giấu. Việc này hắn đã làm nhiều lần, lúc này thực là xe nhẹ đường quen, lại lấy ra một bình linh nhưỡng, uống như uống nước cứ tu ửng ực. Thậm chí hắn còn phân phát cho tu sĩ xung quanh không ít. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng âm thầm lấy ra thần khư đan, cất trong tay áo, sẵn sàng đối phó mọi trường hợp bất lợi. Thần khư đan này mới là đòn sát thủ chân chính, có nó thương thế của hắn sẽ khôi phục trong nháy mắt. Linh lực tuy không hồi phục nhưng dù sao linh nhưỡng bị hắn cắt xén ở trong túi còn nhiều lắm. Từ lúc đó, mọi người đều phấn chấn, xung phong liều chết, dù có là thổ dân cự nhân hay là hồn tu cũng không thể ngăn cản được. Nhìn thấy mấy ngàn tu sĩ vây quanh Bạch Tiểu Thuần mà khoảng cách tới màn sáng còn không tới ngàn trượng nữa, từ phía xa lại bay tới mấy trăm hồn tu nữa. Thậm chí ở xa hơn nữa, một đám bộ lạc đại tù trưởng chiến lực có thể so với nguyên anh tu sĩ cũng nhanh chóng bay đến. Chỉ là có cặp mắt vĩ đại ở bên trong trường thành chấp hành mệnh lệnh của Trần Hạ Thiên nên rất chú ý tới nơi này. Từng cột sáng bắn thẳng tới bọn họ, làm những tù trưởng này không thể nhanh chóng đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Về phần kết đan hồn tu số lượng quá nhiều, nương theo kẽ hở giữa những cột sáng xung phong đi vào. Khi tới gần chỗ Bạch Tiểu Thuần, hồn lực từ bọn họ phát ra, điều khiển những thổ dân kia. Ngay lập tức những thổ dân cặp mắt trống rỗng, gầm lên một tiếng, triển khai tự bạo. Dường như dù có phải liều mạng hết thảy cũng phải làm Bạch Tiểu Thuần phải chết ở đây. Ầm ầm, những tiếng nổ vang lên, sát thương từ những thổ dân tự bạo lan đến, còn có thứ máu có khả năng ăn mòn của bọn chúng làm cho mấy ngàn tu sĩ ở đây bị thương nặng. Thậm chí dưới sức sát thương đó, những tu sĩ này không ngừng phun ra máu tươi, buộc phải lui lại, khiến cho thế quân dường như có xu hướng bị tách ra. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sốt ruột, cầm một lọ linh nhưỡng uống sạch rồi lao ra, từ chỗ của hắn hàn khí lần nữa bộc phát. Nhưng ngay lúc này, từ trong cơ thể những hồn tu kia khuếch tán ra một thứ sương mù màu đen, nhanh chóng ngưng tụ thành hồn ảnh, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà giống lên, dường như có thể khắc chế được hàn khí một chút. Nhờ đó mà những hồn tu quanh đấy có thể cử động được một chút. Như vậy, xét về mặt lý thuyết, trừ khi Bạch Tiểu Thuần có thể tăng cường độ hàn khí hoặc là tăng thời gian duy trì hàn khí, bằng không nếu chỉ có 10 giây như trước thì không thể giết hết những kẻ này. Dù sao những hồn tu trước mắt không thể không phản kháng, cứ đứng trơ ra được, chỉ cần cử động được một chút, bọn họ liền có thể phản ứng lại. Có điều hai biện pháp kia, cái trước, hắn làm không được, còn cái sau, ở man hoang không có linh khí. Dù cho dùng đến linh nhưỡng để phục hồi cũng cần có thời gian chuyển hóa, cho nên hắn cũng không thể làm được. Thế nhưng, Bạch Tiểu Thuần có thể dùng ý chí thiết huyết, liều mạng không sợ bị thương, chỉ cần giết được hồn tu. Mà hắn cũng thực sự là làm như vậy, hắn lao đến trực tiếp đâm vào một hồn tu, mặc kệ thần thông của gã đánh lên người. Bạch Tiểu Thuần không né, không tránh, cầm chặt lấy cánh tay đối phương, thi triển hám sơn tràng làm cho người này tan xương nát thịt. Không hề dừng lại, từng bước hắn đạp xuống, không thèm để ý đối phương ngưng tụ hồn lực hóa thành hồn kiếm chém đến. Để nó chém xuyên qua bả vai, trong khi đó hắn giơ tay lên chụp lấy cổ đối phương, bóp mạnh một cái. Nổ ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần không hề giảm đi tốc độ, lại bước về trước, triển khai tử khí hóa đỉnh đánh xuống, còn có từng đạo phong nhận bắn tới xung quanh. Hắn lấy thương đổi sát. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.